những điều lưu ý khi nuôi chiếc mèo. Buồn ngủ thế. Hả? Đi ra. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Alo. Ê, tao thấy mày trên TikTok rồi đấy. Mà sao lúc nào mày mặc cái áo đi thế? Thay áo khác đi. Ok. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Bố bị nhòn cái mày đấy à? Chiếc mèo ngoan lắm. Để tối nay mẹ nấu đồ ăn ngon cho mày nhá. Ủa mẹ, con thì sao? Mày tự xử đi. Trời ơi, cái quân què gì đây bà? Trời ơi, cái quân què gì đây bà? Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Dạo này chiếc mèo nhà anh gầy thế nhỉ? Trời ơi, cái quân què gì đây bà? Thôi xuống đây bà. Anh viết đôi bài tình ca, từng đôi mắt long lanh cầm guitar hát vang la la. Anh biết sau bài tình ca, nàng đang cô đắm say, mà chuyện đâu dán như thế này. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Thả thính khiến bao nhiêu cô cũng rung động. Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bề, sáng nay về chung bóng đổ thì lên rồi, từ miền Nam quê hương thân yêu, từ Chí Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới vùng biển chiều người vương vương. Đà Nẵng với Huế chiến thắng khi tê xuôi sụp tràn về Sài Gòn. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời Sài Gòn, giờ tiếng tung sụp rồi thay đổi. Tung sụp nhìn tôi tìm về anh buồn người chẳng khiến em. Trời ban ánh sáng ngầm tháng tư bề, ra ngày về chung lối. Người mang tia nắng những cơ sao còn tầm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Ê chiếc mèo. Hả? Tao nghe nói rằng là đã là một chiếc mèo thì sẽ bị FA cả đời. Cái gì? Ai nói không thế? Tao nói đấy. Được rồi, đợi đấy. Hả? 1 giờ sau. Ê. Hả? Xin giới thiệu, đây là bạn trai mới của tôi. Hả? À, cái gì? Hello. What? Nó là chiếc mèo mà đã có bạn trai. Chẳng lẽ mình lại không có? Hả? 1 tháng sau. Lạy ông đi qua này bà đi lạy. Ai sẵn sàng làm người yêu tôi đi? Tôi không muốn em ba cả đời đâu. Úi dồi ôi. Ôi em ơi. Ôi, em làm người lạy cái gì đấy? Bỏ ra. Lạy ông đi qua này. Ai, khổ thân thật đấy. Đã có số xà lít mắc rồi mà không biết dùng. Ai, đúng là FA cả đời mà. Ừ, tội nghiệp thật đấy. Anh đây bé La ơi. Ui, hello anh. Anh có khỏe không? Anh khỏe lắm em, còn em thì sao? Hai, em chán sống với thằng chủ em quá rồi anh ạ. Ủa, sao vậy? Vì em với nó không cùng đẳng cấp với nhau. Ủa, sao lại không cùng đẳng cấp với nhau? Bởi vì em đã có anh rồi, còn thằng chủ của em ấy, nó vẫn lủi thủi một mình, nó vẫn FA. Ừ đúng rồi, đúng là cả đời FA mà. Đã có số hưởng xài lít mác rồi mà không biết dùng. Hay là anh cho em về chung sống với anh đi. Đi được thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa, tao từ mày. Alo. Này, ở nhà thì dọn nhà sạch sẽ vào nhá. 5 phút nữa mẹ về. Vâng. Ê,
Ê chiếc mèo, 5 phút nữa mẹ tao về rồi mà tao vẫn chưa dọn phòng xong, giờ tính sao đây? Yên tâm, để tôi gọi thằng đệ. Thằng đệ nào? Đi bót ơi. Có tôi đây. Hey, let go. Ok. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Tay đâu, tay đâu, tay đâu rồi. Tay đâu, tay đâu, tay đâu rồi. Tay đâu, tay đâu, tay đâu rồi. Xong rồi đấy, vừa lòng chưa bà ra? Ok, vừa lắm luôn rồi. Về xuồng đi. Xuồng về nhà là bao yên à, nó có muôn trùng qua. Ui, sạch bong sáng bóng luôn. Hả? Thế cái này thì ai dọn? Mày tự dọn đi chứ, lười vừa thôi. 5 minutes later. Được, con gái của mẹ được. Để tối nay mẹ mua 3 tay hảo hạng cho mày nhá. Oh yeah. Ơ, con thì sao? Con không dọn mà. Này bò tay, bò tay, bò tay, bò tay, bò tay. Á. Này bò tay, bò tay, bò tay, bò tay, bò tay. Á. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking... If you have... Mày có hands. Sẽ còn mình tôi, em vui bên tình mơ. Là em một dấu yêu thương cho mai. Này xin là nhau một kiếp sống. Mất dạy. Mất dạy. Ui. Đang chiếu phim này đang chưa hết đâu mà. Hey!